Đã hay lắm, siêu xe tải. Đã sẵn sàng cho bữa tối lễ tạ ơn rồi à? Tên kia tính làm gì vậy? Ôi không, bánh mất hết trơn rồi. Chạy kiểu gì mà như ma đuổi vậy? Vậy là hôm nay hết được chơi đá banh rồi. Đó là bánh bí ngô của bạn à? Tới lúc giúp Kerry rồi, siêu xe tải. Coi chừng. Vậy là bạn bắt được hắn rồi. Nhanh lên, hắn tẩu thoát kìa. Coi chừng siêu xe tải. Suýt nữa thì xong rồi. Càng lúc càng quá nguy hiểm. Như vậy không tốt đâu, siêu xe tải à. Bạn phải chặn mấy cái ống nước đang lăn đó lại. Tới lúc cần sự trợ giúp rồi, siêu xe tải. Gọi ST-3000 đi. Bạn sẽ kéo hai chiếc xe vừa đụng nhau ra khỏi đường chứ, đúng không? Làm tốt lắm siêu xe tải. Bây giờ tới những ống nước. Hy vọng là hiệu quả. Tốt lắm siêu xe tải. Rokumai kìa, bắt hắn. Bạn có vui khi số bánh bí ngô cho buổi lễ tạ ơn được lấy lại không? Làm tốt lắm siêu xe tải. Bữa tối đêm lễ tạ ơn được tiếp tục là nhờ có bạn đó. Lúc nào cũng là điều tốt khi nói lời cảm ơn về tất cả mọi việc. Hả?
Coi chừng siêu xe tải. Vòng cuối cùng, tiến lên siêu xe tải. Siêu xe tải làm tốt lắm.